dơi mò mạ là coi như người Vân Kiều cái tập quán ở trên này là tuyệt đối không bao giờ có, chưa bao giờ. Đối với đồng bào Vân Kiều ở miền núi Quảng Trị, rừng ma, nơi chôn cất người chết là lãnh địa bất khả xâm phạm, nên thông tin tuyến đường cao tốc Bắc Nam đi xuyên giữa rừng ma của người dân xã Linh Trường, huyện Gio Linh, Quảng Trị thực sự làm bà con hốt hoảng. Theo ông Hồ Văn Truyền, bí thư đảng ủy xã Linh Trường, cao tốc Bắc Nam ảnh hưởng đến 51 ngôi mộ của 18 gia đình thuộc 11 dòng họ trong rừng ma ở thôn Bến Hà, xã Linh Trường. Tình hình rất căng bởi nhiều dòng họ không đồng ý. Thì trong thời gian vừa qua thì cấp ủy đảng, chính quyền địa phương của xã Linh Trường, chúng tôi cũng rất là lo lắng việc mà liên quan cái đường cao tốc Bắc Nam mà đi qua trên địa bàn xã, mà trong đó là đi qua cái khu rừng ma của xã nhà, thì phải nói rằng đây là một cái là điều rất là kiêng cư, vì rừng ma là cái rừng thiêng và bà con nhân dân kể cả người ngoài là xưa nay là không thể là đụng chạm đến cái rừng ma, và là cái là người đồng bào và Vân Kiều á thì chưa có trong cái tin lệ mà phải việc mà phải di dời cái mồ mả. Không chỉ cấp ủy chính quyền Linh Trường mà cả huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Gio Linh cũng lo vì việc giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam tắc ở khu rừng này. Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Trần Văn Quảng, bí thư huyện ủy Gio Linh cho biết, ông đã đích thân lên tổ chức cuộc gặp gỡ với toàn thể già làng, trưởng bản và người đứng đầu các họ tộc lớn ở Linh Trường. Sau nhiều nỗ lực, chính quyền đã tìm được sự sẻ chia của đồng bào người Vân Kiều trong công tác giải phóng mặt bằng. Được nghe chủ trương của Đảng và Nhà nước làm đường cao tốc để phục vụ cho kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước, thì coi như được là tập thể của Đảng và chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội của thôn vận động một lần không được, hai lần, và mưa dần thì thấm đất, cho nên toàn bộ các gia đình, đặc biệt là cái dòng họ thông cảm và nhất trí. Tháng 3 vừa qua, công tác cất bốc di dời chôn cất tại 51 ngôi mộ từ rừng ma sang nơi khác đã hoàn tất. Khu nghĩa địa mới đã được san ủi mặt bằng từ trước, cây cối được chặt đi, để lại không gian thoáng đãng. Những ngôi mộ an táng lại được đắp cao, nhiều ngôi còn có cả bia khắc tên người mất mà thời ở rừng ma thì không có. Thì người Vân Kiều ở đây thì xã Linh Trường chúng tôi là thời ông cha ngày xưa thì cũng có nhiều cái công hiến cho là Đảng Nhà nước trong hai cuộc kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp cứu nước. Và người Vân Kiều là cũng 100% mang theo cái họ Hồ của bác. Chúng tôi cũng phát huy cái lại cái truyền thống đó. Thì công trình trọng điểm của quốc gia thì như thế là cũng vận động bà con nhân dân là thực hiện chủ trương. Chúng tôi xem đây cũng là một cuộc cách mạng của trong cái công tác mà giải phóng cái tư tưởng tâm linh của người Vân Kiều để mà di dời cái mồ mả, bàn giao mặt bằng để xây dựng cái đường cao tốc. Lên 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 tại họ.